Vợ Thương Tín làm rõ tin đồn bỏ chồng lúc xa cơ, ấm ức vì bị mỉa mai khi nhận tiền từ Trịnh Kim Chi. Bà xã diễn viên Thương Tín phủ nhận thông tin ôm con bỏ đi vì cuộc sống bên nam diễn viên quá khó khăn. Thời gian qua, câu chuyện của vợ chồng tài tử điện ảnh một thời Thương Tín đã khiến nhiều khán giả quan tâm tranh cãi. Hiện tại, vợ chồng Thương Tín đã lấy lại số tiền dùng để đóng bảo hiểm cho con gái là 244 triệu đồng từ diễn viên Trịnh Kim Chi. Nam diễn viên ván bài lật ngửa đi làm shipper mưu sinh. Mới đây, trả lời trên một tờ báo, chị Bùi Kim Chi, vợ Thương Tín đã tiết lộ nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống của chị và ông xã. Chị Chi cho biết, số tiền 244 triệu đồng đã được gửi vào ngân hàng để lấy tiền lãi bù phụ vào nuôi con. Tiền đóng bảo hiểm theo năm sẽ nhờ ngân hàng tự động chi trả theo đúng thời hạn phải thanh toán. Người phụ nữ này tâm sự, chị cảm thấy mất tự do sau khi nhận số tiền này, bị người ta xì xào khi gặp ở quán ăn. Họ ngồi với nhau mỉa mai để tôi nghe thấy, ngồi chờ sung rụng. Đến khi tôi quay lại, họ hỏi có phải vợ Thương Tín không, chị Chi kể. Trước đó, bà xã của nam tài tử điện ảnh một thời cũng bị dân mạng chỉ trích rất nhiều vì thông tin bé con bỏ đi khi chồng đau ốm. Trên khắp các hội nhóm mạng xã hội, dư luận bàn tán xôn xao câu chuyện vợ chồng Thương Tín. Người nói chị Chi bạc bẽo, dù sao cũng là nghĩa phu thê, không nên bỏ đi khi chồng đang bệnh. Nhưng bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng chỉ người trong cuộc mới biết sự tình thế nào. Thương Tín gặp sự cố đột quỵ hồi tháng 2 năm 2021. Trước cảnh khó khăn của Thương Tín, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ nam diễn viên được hơn 400 triệu đồng. Một mạnh thường quân cũng tặng ngôi sao biệt động Sài Gòn xa hơi giá trị. Song sau nửa năm được hỗ trợ 100 triệu xa hơi, cuộc sống của Thương Tín vẫn khá chật vật, không có nổi tiền mua thức ăn và phải nhịn đói nhiều ngày. Nam diễn viên cũng cho biết vì không chịu nổi hoàn cảnh khó khăn nên vợ trẻ kém tuổi cũng bế con bỏ đi. Về điều này, chị Chi cho hay chị không hề bỏ đi mà thực chất là đi làm. Người phụ nữ này nghĩ rằng có lẽ do lúc đó do đang buồn chán vì mất xe, mất bộ răng giả nên Thương Tín nói đại. Tôi cũng hỏi anh Tín tại sao nói tôi như vậy, hình ảnh tôi sẽ ra thế nào. Anh lại bảo, anh đâu có nói gì đâu. Chị nói là anh là đàn ông trụ cột, không nuôi được hai mẹ con thì hai mẹ con phải ra đi. Tôi có hỏi, sao không nói vợ đi làm thuê? Anh trả lời, tự nhiên nói vậy mắc cỡ quá, chị Chi phân trần. Hiện tại chị Chi làm cho một người họ hàng nên phải đến đó ở, thu nhập mỗi tháng được vài triệu và không mất tiền thuê nhà. Chị đưa cả con gái theo cùng, dự định khi nào công việc ổn định sẽ gọi chồng xuống ở cùng luôn. Trước thông tin này, nhiều người cũng đỡ bức xúc, mọi người hy vọng từ đây vợ chồng Thương Tín sẽ ổn định cuộc sống, chăm chỉ làm động kiếm tiền lo cho bản thân và con gái. Hiện tại, nghệ sĩ Thương Tín đã dọn đến nơi ở mới tại gia đình anh Nguyễn Thanh Tòng, tên thường gọi Nguyễn Hải, ở phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh được gần nửa tháng. Mọi thông tin về cuộc sống mới của nam diễn viên vẫn được người hâm mộ quan tâm. Anh Nguyễn Hải cho biết, nam diễn viên Thương Tín đã dần ổn định môi trường sống mới. Anh được bố trí phòng riêng có đầy đủ tiện nghi. Hiện diễn viên biệt động Sài Gòn đang làm công việc shipper được hơn một tuần nay. Nhà hảo tâm cũng cho hay, nam diễn viên vừa được nhạc sĩ Tô Hiếu tặng một chiếc xe máy mới thay cái cũ bị trộm và nghệ sĩ dùng chiếc xe này để đi giao hàng. Mỗi ngày anh sắp xếp cho nghệ sĩ Thương Tín giao 4-5 đơn, chủ yếu có địa chỉ gần để thuận tiện việc đi lại. Được biết, thu nhập từ việc giao hàng của nam diễn viên ở mức trung bình khá, số tiền được tính theo quãng đường giao hàng.